Chào mừng các em đến với trang lời dạy hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời dạy bài tập 3.16, trang 66 sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta tính một cách hợp lý: a nhỏ 152 cộng âm 73 trừ âm 18 trừ 127, b nhỏ 7 cộng 8 cộng âm 9 cộng âm 10. Vậy để giải được bài tập này thì cô và các em sẽ cùng đi ôn lại tính chất của phép cộng trong tập hợp số nguyên. Các em sẽ mở lại cho cô sách giáo khoa trang 64. Rồi ở đây cô có tính chất của phép cộng. Phép cộng số nguyên thì sẽ bao gồm có hai tính chất. Tính chất thứ nhất là tính chất giao hoán A cộng B bằng B cộng A. Nghĩa là chúng ta đổi chỗ của các số hạng trong phép cộng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của phép tính, đúng không ạ? Và tính chất thứ hai đó chính là tính chất kết hợp. A cộng B đóng mở ngoặc cộng C sẽ bằng A cộng B cộng C đóng mở ngoặc. Nghĩa là với tính chất này thì chúng ta có thể kết hợp bất kỳ hai số hạng nào với nhau để việc tính toán của chúng ta thuận tiện hơn. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng vận dụng tính chất của phép cộng để chúng ta trình bày lời giải cho bài tập 3.16. Rồi đầu tiên là cô sẽ viết lại phép tính. Yeah. 152 cộng âm 73 trừ âm 18 và trừ 127. Rồi, việc đầu tiên các em quan sát cho cô này. Đây là một phép tính bao gồm cả phép cộng và phép trừ. Đấy, tuy nhiên thì tính chất giao hoán và tính chất kết hợp chỉ áp dụng với phép cộng thôi. Nên là để sử dụng hai tính chất đó thì chúng ta phải đưa phép tính này về thành một phép tính bao gồm chỉ gồm các phép cộng thôi. Và để đưa được về các phép cộng thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc trừ hai số nguyên. Về đây cô sẽ có này, bằng 152 cô giữ nguyên này, cộng âm 73 cô giữ nguyên, bởi vì đây là phép cộng rồi đúng không ạ? Chỗ này là phép trừ, vậy thì cô sẽ chuyển về phép cộng bằng quy tắc trừ. Muốn trừ số nguyên A cho số nguyên B thì ta lấy A cộng với số đối của B đúng không? Vậy để trừ cho âm 18 thì cô sẽ chuyển thành cộng với số đối của âm 18, nghĩa là cộng với 18. Tương tự đây là phép trừ, cô sẽ chuyển về thành phép cộng thì phải cộng với số đối của 127, nghĩa là cộng với âm 127. Như vậy là biểu thức của cô ở đây đã bao gồm toàn phép cộng. Đến đây thì cô có thể sử dụng tính chất giao hoán kết hợp được rồi. Bằng cách đấy thì cô sẽ nhóm các số hạng mà sau khi thực hiện phép tính xong thì cô sẽ được kết quả là một số tròn trục. Ở đây cô thấy này, 152 và 18 này, có thể tạo ra kết quả một số tròn trục này. Vậy thì cô sẽ sử dụng tính chất giao hoán kết hợp là 152 cộng với cả 18 cô nhóm vào với nhau. Tương tự như vậy thì cô sẽ nhóm hai số còn lại vào với nhau là âm 73 cộng với cả âm 127. Rồi đến đây thì chúng ta cộng hai số tự nhiên bình thường thì cô được kết quả là bằng 170 cộng. Đây là cộng hai số nguyên âm thì chúng ta cộng hai phần số tự nhiên lại với nhau, nghĩa là lấy 73 cộng 127 thì cô được là bằng 200 đúng không ạ? Sau đó đặt dấu trừ trước kết quả, nghĩa là bằng âm 200. Rồi đến đây thì chúng ta cộng hai số nguyên khác dấu rồi thì chúng ta sẽ lấy hiệu của phần số tự nhiên đúng không? Lấy số lớn trừ số nhỏ, nghĩa là lấy 200 trừ 170 và đặt trước kết quả dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn. Thì rõ ràng âm 200 là số có phần số tự nhiên lớn hơn nên là chúng ta sẽ đặt dấu trừ trước kết quả và cô được kết quả là bằng âm 30 đúng chưa ạ? Rồi như vậy là cô đã giải xong ý A rồi, bây giờ ý B tương tự. 7 cộng 8 cộng âm 9 và cộng với cả âm 10. Rồi đây là một phép tính bao gồm tất cả là phép cộng rồi, nên là chúng ta sẽ không cần thêm một bước, đấy là chúng ta chuyển về phép cộng nữa, mà chúng ta được sử dụng luôn tính chất giao hoán kết hợp. Vậy thì với bài này cô sẽ làm bằng cách, đấy là cô sẽ nhóm các số nguyên dương vào với nhau và các số nguyên âm vào với nhau thì việc tính toán của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Ở đây cô sẽ nhóm số nguyên dương, đấy là 7 cộng 18, và cô sẽ nhóm hai số nguyên âm, đấy là âm 9 cộng âm 10.
Rồi đến đây thì chúng ta thực hiện bình thường, 7 cộng 8 là bằng 15 đúng không ạ? Cộng 2 số nguyên âm thì chúng ta áp dụng quy tắc cộng 2 số nguyên âm, đó là cộng 2 phần số tự nhiên. Nghĩa là lấy 9 cộng với 10 thì được 19. Và đặt dấu trừ trước kết quả, vậy cô được là âm 19. Rồi đến đây thì chúng ta thực hiện phép cộng 2 số nguyên khác dấu rồi. Chúng ta đi tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên đúng không ạ? Lấy phần số tự nhiên lớn hơn trừ phần số tự nhiên bé hơn. Thì rõ ràng trong 2 số này thì âm 19 có phần số tự nhiên lớn hơn. Thì chúng ta sẽ lấy 19, chúng ta trừ đi 15 và đặt trước kết quả dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn thì chúng ta sẽ lấy dấu của số âm 19 rồi và dấu âm đằng trước, vậy cô được là bằng âm 4. Rồi như vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài tập 3.16 dựa trên kiến thức về tính chất của phép cộng trong tập hợp số nguyên. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.